Hai chú tìm ai ạ? Có phải phòng này vừa gọi sửa tủ lạnh không nhỉ? Không ạ. Nhà cháu có hỏng hóc gì đâu mà gọi ạ. Không, nhà này thì nhà ai? Hai ông làm cái gì đó? Thằng Cường đâu? Cường nào ạ? Thằng Cường, bố mẹ mẹ. Chú ấy không ở đây. Đây là nhà cháu mà. Tìm mẹ, đừng có láo. Không gọi nó ra, đừng có trách. Cháu nói thật, chú ấy không ở đây. Thế còn mẹ mày đâu? Mẹ cháu đi công tác rồi ạ. Rủ nhau trốn nợ à? Nợ nào ạ? Mày đi mà hỏi thằng bố hờ của mày. Mày gọi thằng Cường hoặc mẹ mày về gặp con tao. Còn không ấy, tao đập nát nhà mày luôn. Chạy đi đâu? Thế có gọi không? Cháu gọi ạ. Lấy điện thoại rồi. Ai đây? Bố cháu gọi. Nghe đi. Alo bố ạ, bố đến đây với con ngay đi. Có hai chú đến đòi nợ. Tại sao lại đòi nợ? Con không biết. Bố cứ đến đi ạ. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh. Đưa máy cho bố nói chuyện xem nào. Alo. Đây là nhà của Mai Anh, con gái tôi. Và cậu Cường cũng chỉ là khách ở đây thôi, không liên quan gì cả. Vì thế tốt nhất các anh không nên tới đây để tìm bọn ta. Ông anh định lè bọn này à? Thằng Cường nói đây là nhà nó. Nó còn đăng ảnh lên Facebook này. Tôi không có trách nhiệm phải giải thích những gì người khác nói. Và các anh làm việc chắc anh cũng biết, làm gì cũng cần phải có chứng cứ. Tôi có đầy đủ giấy tờ pháp lý của ngôi nhà này. Thằng Cường nó là bố trẻ của bà Lam, mẹ con bé kia. Chắc cũng là vợ cũ ông anh đây. Bà Lam bà là chủ của ngôi nhà này. Và thằng Cường thường xuyên đến đây. Bọn này kiếm người nhưng có tìm hiểu cả đấy. Hiện nói trong manh rõ luôn, thằng Cường đang nợ bọn này 300 triệu. Hai tháng này đã không đóng lãi rồi. Việc cậu ta nợ các anh ấy, đó là việc riêng của cậu ta, không liên quan gì đến con bé và cả Lam nữa. Việc các anh tới đây quấy rối là vi phạm pháp luật đấy. Ông anh nói cũng phải, nhưng ông anh biết đấy, bọn này đích làm theo luật của ai cả. Thằng Cường nó là bồ của bà Lam, thằng Cường không trả được thì bà Lam phải trả, thế thôi. Còn không trả được, bọn này cũng không thiếu cách đâu. Thôi được, chúng tôi sẽ có trách nhiệm tìm cậu Cường để cậu ta trả nợ cho các anh. Nhưng tôi nghĩ đây là việc của người lớn, để người lớn giải quyết. Các anh đừng tìm đến đây quấy rối con gái tôi nữa. Và nếu các anh tới đây một lần nữa và gây nguy hiểm cho con tôi sẽ không ngại đưa việc này ra pháp luật đâu. Được rồi, ai trả cũng được, miễn sao trả đủ của bọn này. Còn sau đấy thì tùy, bọn này cũng không dây. Đúng 5 ngày nữa bọn này không nhận được tiền thì lại làm phiền ông anh đấy. Thế nhỉ? Chào. Chào nhé. Em vô lại Sài Gòn. Mà nè, có phải lúc nào em cũng rảnh rỗi để chờ điện thoại của anh đâu? Thế mối quan hệ của em với tay Cường nó là thế nào? Liên quan gì tới anh? Thì vừa có hai thằng mất dạy đến quậy phá là mày anh sợ chứ còn sao nữa. Sao lại như vậy? Thì chúng nó bảo cái tay Cường đó đang nợ gì chúng nó 300 triệu ấy. Em lo về mà xử lý đi, không giả được nó chúng nó còn đến quậy tiếp đấy. Vậy con có sao không? Cho em gặp con. Anh chả hiểu em làm mẹ cái kiểu gì, để quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến con cái như thế à? Tốt nhất xong việc em về xử lý đi. Còn nếu không xử lý được ấy, anh đón Thỏ về bên này ở luôn đấy. Em đang hỏi là con có sao không? Em tự đi mà hỏi con. Anh có vấn đề gì nghiêm trọng à? Thì có hai thằng nó đi nó quậy, nhưng may nó chỉ dọa thôi. Nhưng mà Thỏ sợ lắm. Nhìn con bé có vẻ hoảng loạn đấy. Vâng. Mấy hôm nay vợ để mắt tới Thỏ hộ chồng nhá. Em biết rồi, cứ để con bé ở đây em trông nom cho. Làm sao mà yên tâm đưa nó về nhà được. Nếu mà nó có bướng bỉnh ấy thì vợ cũng đừng chấp nhá. Em còn lạ tính nết con bé chắc. Anh lên nhà với con đi xem sao nhá.